Gà xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Thì hôm nay gà sẽ thống kê cái chi tiêu mà hôm bữa gà làm ba cái ngôi nhà với lại giúp đỡ những người nghèo khó khăn nha cả nhà nha. Thì hôm bữa là gà nhận được cái số tiền của Mạnh Thường Quân á là 67 triệu 060 ngàn. Thì gà sẽ thống kê từng chi tiết ra nha cả nhà nha, cho cả nhà hiểu. Thì bây giờ gà sẽ đọc tất cả những gì mà gà đã làm và mua nha cả nhà. Thì ngày 9 tháng 9 á, năm 2021 là gà có mua một chiếc xe đạp cho con bé nè là 2 triệu 150 ngàn, một cái ống bơm 65 ngàn, một đôi dép 25 ngàn, tổng số tiền là 2 triệu 240 ngàn, với lại một đôi giày bata 200 ngàn, một cái nón 75 ngàn, ba bộ cho bé trai. Cái bé trai là con của cái chị mà cái nhà kế bên mà gà làm ở cả nhà, bé nhỏ nhỏ là gà có quay trong video cho cả nhà xem nha. Là ba bộ là 165 ngàn, một bộ là 55 ngàn nha cả nhà. Với lại ba bộ bé gái là cái bé mà gà đã tặng một chiếc xe đạp 2 triệu mấy đó cả nhà, là 360 ngàn, là một bộ 120 ngàn nha cả nhà. Hai bộ cho bà là 220 ngàn, là một bộ là 110 ngàn, tổng số tiền là 1 triệu 020 ngàn. Đó, ngày 10 tháng 9 năm 2021 thì gà có quay video hết nha cả nhà nha. Nếu như mà cả nhà muốn xem á, thì xem lại video của gà nha. Thì gà mua sắt á, là 9 triệu 180 ngàn, đổ xăng là 300 ngàn. Thì 300 ngàn này á, là gà đổ xăng là gà đưa cho Dượng á, để Dượng đi xuống dưới thành phố chở cái máy phát điện về nha cả nhà. Tại vì cái máy phát điện á, là nó ở dưới thành phố lận, nên mình chở từ dưới thành phố mà lên trên cái vùng bác ái mà gà làm từ thiện á, là đến 50 mấy gần 60 cây số lận. Với lại gà chở một mớ sắt đồ lên trên, gà mua bên dưới. Tại vì ở bên trên này á, là người ta bán số lượng cả nhà, số lượng có hạn chứ không có nhiều đâu. Gà mua ở dưới đó một ít rồi mua ở trên một ít nha. Thì mua thuốc cho cái bé trai bị sốt hôm bữa là gà có quay cho cả nhà xem, là gà cho chị 100 ngàn để mua thuốc nha. Mua bánh cho các bé ở trên nhà 5 người con, thì gà có lên mua bánh cho các bé là 600 ngàn. Đó, trao tiền cho gia đình ở trên vùng núi là 5 người con luôn cả nhà, với lại cái chị kế bên luôn là 5 triệu 015 ngàn. Rồi gà mua ốc vít á, ốc vít để mình bắn ton bắn đồ cả nhà, là hết 1 triệu 075 ngàn. Với lại mua ton là tổng luôn là 9 triệu 780 ngàn. Rồi gà dùng 500 ngàn để giúp đỡ bà cụ mà gà có ghi là bí ẩn á, bà cụ trong cái ngôi nhà bà sống một mình á, là gà giúp đỡ cho bà là mua gạo nè, mua mắm đường bột ngọt này kia, là hết 500 ngàn nha cả nhà. Ngày 11 tháng 9 năm 2021 là gà có mua xăng với lại sơn, là khi mà gà làm nhà gà có mua sơn, gà sơn hết á, với lại xăng là để mình chạy máy nổ nha, máy phát điện á, là hết 700 ngàn. Gà thuê ba người để dắt máy phát điện với lại sắt đồ ton đồ lên trên núi á, là hết 600 ngàn. Thì ba người đó là gà thuê một người là 200 ngàn, nhưng mà người ta chỉ vác lên thôi, vác sắt với lại máy phát điện đồ cho mình lên trên núi để mình làm thôi, còn công việc thì họ không có làm nha cả nhà nha. Nên là gà trả cho họ là một người là 200 ngàn. Gà thuê khi mà gà làm xong cái ngôi nhà cho bà cụ á, thì gà thuê hai người con là con của bà, thì làm trong cái ngôi nhà đó trong vòng 2 ngày, là làm cái sàn á cả nhà, là gà gửi cho hai cái chú đó là 1 triệu đồng để cho người ta có tiền á, người ta mua gạo người ta ăn, người ta làm cho mình cái sàn cho bà cụ nha, là 1 triệu nha cả nhà nha. Là ngày 12 tháng 9 năm 2021 là gà mua xăng là 200 ngàn, mua thêm ốc vít là 1 triệu 105 ngàn nha cả nhà. Tặng cho con bé nhỏ mà cái chị đó gà có quay, chị đó nói thì không có tiền để mình đóng tiền sách vở cho bé, là gà tặng cho bé là 200 ngàn. Chi tiêu ngày 12 tháng 9 năm 2021 là gà mua cái thùng với lại ống là 2 triệu nha cả nhà.
rồi gà mua gạo với lại mua thêm ống nhựa vòi này kia là 2.100.000 nữa. Là gà làm xong nhà thì gà cho ba gia đình đó là mỗi một người á là 500.000 nha cả nhà. Là bà cụ là 500.000 với lại hai gia đình bên dưới là mỗi nhà 500.000. Rồi xong xong hết luôn á là gà trả lương cho Tài nè, Ngọc nè, Tín nè với lại Dượng. Phá ai? Phá. Đấy, đứng im. Ngồi xuống. Ở quấn bây giờ nó to nó phá nè cả nhà. Mất sắc á. Phá. Thì gà trả lương cho Ngọc á là 1 triệu 8 nha cả nhà nha. Trả lương cho Tài là 2 triệu rưỡi. Trả lương cho anh Tính là 1 triệu 350 nghìn. Trả lương cho Dượng là 1 triệu 8. Với lại cộng thêm 200 nghìn tiền xăng nữa. Thì chiếc xe 35 của Dượng á là mình đi chỗ này chỗ kia nó tốn xăng cả nhà, với lại Dượng chạy lên chạy xuống chạy xa đồ á này kia thì nó rất là tốn xăng. Nếu như mà mình thuê một chiếc xe bên ngoài á là cái giá như vậy á mà người ta làm thì người ta không có làm đâu nha cả nhà nha, tại vì cái xe 35 đó mình thuê người ta chở thì cũng rất là đắt tiền á. Nhưng mà Dượng của gà là chở chạy chỗ này chỗ kia, nói chung là chạy tùm lum hết cả nhà ơi. Thì gà gửi cho Dượng có 200 nghìn thôi, thì cái số tiền đó cũng cũng không có lớn lao gì lắm đó. Thì nói chung là gà Dượng của gà là giúp đỡ cho gà, thì cũng bỏ một chút công sức ra để giúp đỡ cho người đồng bào nha cả nhà. Chi phí ăn uống á, là gà mua mình mua lên ăn uống này kia, cơm nước đồ cả nhà là 1.600.000 nha. Tại vì nếu như mà mình thuê người bên dưới á thì người ta có thể ăn cơm ở nhà, còn mình làm ở trên núi á thì nó xa xôi nên mình phải lo cho họ ăn nha. Với lại uống nước đồ này kia là 1.600.000 nha cả nhà. Tổng chi phí luôn là mình làm hết luôn á, tất cả ba ngôi nhà với lại xe đạp với lại tặng gạo tặng tiền đồ á là hết 48.465.000. Số dư còn lại là 18.595.000, là cộng thêm 5 triệu của cô Thảo đã gửi vô cái quỹ cho gà đi làm từ thiện nữa nha cả nhà nha. Còn cái này là cô Thảo gửi riêng cho gà để gà đi làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo nha. Còn nữa là cái máy phát điện là của chú Thiện ở bên Mỹ, là chú Thiện tặng cái máy phát điện riêng cho gà nha. Thì gà không có ghi trong đây, thì chú Thiện nói với gà là cái này là chú Thiện tặng riêng cho gà để gà đi giúp đỡ những người nghèo làm nhiều căn nhà như vậy nữa nha cả nhà. Rồi có một số câu hỏi á, là có cô chú anh chị đã hỏi gà như thế này nè: tại sao làm nhà mà không làm cửa sổ? Thì họ không có chịu làm cửa sổ nha cả nhà nha. Thì mình làm nhà cho họ, mình đã hỏi họ rất kỹ rồi, họ không có chịu làm cửa sổ. Thì mình làm nhà thì họ chỉ muốn có một cái ngôi nhà để chui ra chui vô thôi, họ không có muốn làm cửa sổ giống như người kinh mình đâu. Thì mỗi người có một cái lối sống khác nhau, thì họ chỉ sống ở trong cái nhà đó là ban đêm thôi, ban đêm là chui ra chui vô chú trời mưa thôi, chứ trời nắng là họ ra ngoài không ở nhà ơi. Nói chung là họ sống quen rồi, họ chú mấy cái gốc cây không à, chứ ở trong nhà thì ban ngày thì họ không có nằm nha cả nhà nha. Thì cả nhà xem video của gà thì hiểu cho gà nha, mỗi mỗi người thì sống cái cuộc sống nó khác nhau á, mỗi dân tộc á. Giống như con chim vậy cả nhà, có con nó làm tổ trên cây, có con nó làm tổ trong hang, thì cũng giống giống tự tưởng như vậy cả nhà. Thì có cô chú á, hỏi gà thì mua cái thùng, tại sao không mua cái thùng mới? Thì cái thùng đó là cái thùng mới nha cả nhà. Cái thùng ở trên đó chỉ bán cái thùng đó thôi, còn cái thùng khác thì không có bán đâu. Ở trên đó nó cách xa với thành phố quá xa nên là họ bán cái gì cũng hạn chế đó, bán có cái không mà nó thiếu rất là nhiều. Nên là gà mua cái thùng đó, cái thùng nó rất là chắc chắn luôn, xài 10 năm 20 năm không có sợ bị hư nha. Chứ lại làm cái sàn nhà thì gà không có làm bằng sắt được, cả nhà biết tại sao không? Thì hôm bữa là gà có làm ba cái ngôi nhà trên đó, thì có mấy chú công an là mời gà lên, là mời lên uống nước trà cả nhà. Là mấy chú công an cứ nói với gà với xã rồi người ta lên nữa, người ta nói là cái rừng đó là cái rừng phòng hộ, cái rừng đó là cái rừng cấm cả nhà, nên là mình không có được làm nhà ở trên đó. Mình làm cái nhà bằng cây đồ á, bằng lá đồ thì được, nhưng mà mình làm cái nhà bằng sắt á là cái nhà kiên cố nha cả nhà nha. Nhà kiên cố thì họ không có cho làm. Thì gà kiểu như là mình làm mình không biết á, mình không biết gì mình làm, thì mình làm lên cho họ rồi. Thì mấy chú công an đó cũng thông cảm cho gà rất là nhiều. Thì cái rừng đó là rừng phòng hộ,
cả nhà cứ nghĩ là rừng đó là rừng cấm, mình không có nên làm nhà kiên cố, mình làm cây làm đồ thôi, chứ mà làm sắt là người ta sẽ đưa vào kiên cố nha cả nhà. Với lại cái sàn á, cái sàn bên dưới là mình chỉ làm được bằng cây thôi, chứ mình cũng không có được làm sắt luôn. Nếu mà như mà làm sắt được á thì gà cũng làm bằng sắt rồi. Nên cả nhà xem video của gà thông cảm cho gà nha. Với lại gà muốn bắt cho họ cái điện năng lượng để cho nó thắp sáng á cả nhà. Cái điện năng lượng như nó, nếu như mà mình bắt ở trên đó thì nó sẽ tích điện để nó thắp sáng những cái ngôi nhà đó, nhưng mà cũng không có được nha cả nhà nha. Cũng không có cho mình bắt cái điện năng lượng ở trên đó luôn. Đó thì cả nhà xem video của gà cứ nói tại sao không làm cửa sổ rồi làm sàn nhà đồ này kia á, thì cả nhà không không có hiểu, không hiểu cái lối sống của người đồng bào trên đó. Có những người á, mà nhà nước xây nhà, nhà xây luôn, nhà bằng gạch đá luôn, nhưng mà người ta không có chịu sống ở trong cái nhà đó luôn cả nhà. Người ta phải làm một cái nhà sàn riêng để người ta có thể đi ra đi vô, người ta nằm ở ngoài cho nó mát, chứ người ta không có nằm ở trong nhà. Ban đêm đồ trời mưa trời gió thì người ta mới chui vô trong đó thôi. Còn đây là những cái hóa đơn mà gà đi mua nè. Đó, gà mua có hết cả nhà ơi. Ở trong đây hóa đơn đầy đủ hết nha. Đây, rất là nhiều nè. Này sắt rồi ton rồi tùm lum hết cả nhà. Ừ. Thì lương của Tài nè, Tính nè, Ngọc nè, với lại Dượng. Gà trả lương đầy đủ hết nha. Còn riêng gà là không có nha cả nhà nha. Gà chỉ góp sức thôi chứ không có lãnh lương trong quỹ của Mạnh Thường Quân nha. Đó. Thì cái ước mơ của gà sắp tới á là gà sẽ lên trên cái huyện Bắc Ái đó, thì gà sẽ định cư trên đó cả nhà. Thì gà sẽ góp tiền á, mình kiếm tiền để mình mua một miếng đất ở trên đó, và sẽ xây một cái trại chó thứ hai ở trên đó. Gà sẽ làm một cái trại chó ở trên đó để cứu những cái chú chó mà người người dân tộc Kinh của mình á, đi lên trên đó để mua về đi bán lại vô những cái lò mổ cả nhà. Thì sau một thời gian là gà đi lên đó quan sát á, là gà thấy ở trên đó á, là người đồng bào á, trên đó họ bán chó rất là nhiều, mà họ nuôi chó nhiều gấp gấp 10 lần người Kinh luôn, rất là nhiều chó luôn, chó rất là nhiều cả nhà. Nhưng mà họ kiểu như cuộc sống nó khổ quá, mình bữa đói bữa no á, nên là người Kinh á, là đi lên đó mua chó rất là nhiều luôn. Cứ mỗi sáng sáng là gà quan sát á, gà nhìn trên đó là cứ người ta cứ chạy lên chạy về á, mình mua chó cứ trong cái lồng mà người ta chở xe máy á, lần 5-7 con mà đi một lần chục xe, 20 xe vậy á, rất là nhiều chó. Nhưng mà gà thì không có mua nổi cái số chó đó, tại vì số chó nó quá nhiều, với lại mình không có cái trang trại để mình nuôi ở trên đó nữa. Nếu như mà mình có cái trang trại ở trên đó á, mình nuôi á, thì mình có thể cứu những chú chó đó. Tại vì từ ở trên đó mà xuống dưới cái chỗ nhà gà bây giờ này, hiện tại gà đang ở á, là hơn 100 cây số cả nhà, nó quá xa, thì mình không có thể nào mà đưa chó đi đi về về với cái số lượng lớn như vậy được. Thì gà đã dự tính á, là mình sẽ đi lên trên đó nha, để mình kiếm một cái miếng đất nào đó nhỏ nhỏ để mình mua một cái miếng đất, rồi mình xây một cái trại chó ở trên đó để mình cứu giúp những cái con chó mà bị bán đi cả nhà, hoặc là người ta bỏ rơi á. Cả nhà biết không, ở trên đó là chó mà bị bệnh đồ á, hay là bị lét kỹ đồ, là người ta vứt hết, người ta không có nuôi, tại vì người ta không đủ khả năng để chăm sóc cho tụi nó. Với lại chó trên đó là người ta không có chích ngừa, ở trên đó không có trạm thú y nào hết nha cả nhà nha. Với lại những con động vật ở trên đó rất là nhiều, người ta giết đồ này kia đồ á. Nếu như mà mình mà có trang trại á, thì mình có thể mở trang trại để mình nuôi tụi nó, mình cứu tụi nó về nhà mình nuôi nha. Đó là cái ước mơ của gà sắp tới. Thì ước mơ, nhưng mà đối với gà là ước mơ thì gà sẽ làm nha cả nhà nha. Thì mong cả nhà ủng hộ cho gà nha, làm cái trang trại trên đó để cứu nha. Nếu như mà trong một năm á, mà mình có trang trại ở trên đó mà mình có thể nói cứu chó thì đến cả 1.000 con luôn nha cả nhà nha. Ở trên đó người đồng bào họ nuôi chó rất là nhiều luôn, nhà ai cũng 5-7 con hết đó, nhưng mà ai mua là họ bán hết rồi, họ không có kiểu như là không có yêu thương chó giống như là người người Kinh ở dưới mình. Cứ họ thiếu tiền, tại vì cuộc sống thôi cả nhà, họ thiếu tiền là họ bán thôi. Với lại cả nhà biết sao không, ở trên đó mà mình nuôi chó đồ này kia á, với lại mình nuôi mấy con động vật hoang dã, là mình nuôi không có sợ nó la nó hét cả nhà, nó sủa. Ví dụ như là ban đêm đồ hay này kia rồi nó sủa rất là khó chịu luôn, nó sủa inh ỏi hết á. Là mình nuôi ở gần làng đồ này kia á, là nó sủa ghê lắm cả nhà, nó sủa mình cảm thấy ngại. Với lại mấy người hàng xóm kế bên á, mình lên trên đó mình nuôi nuôi trang trại chó, mình nuôi trên đó thì
cho dù nó có sủa như thế nào nữa thì cũng không có sao nha cả nhà nha, tại vì trên đó dân cư nó ít lắm, trên rừng trên núi á thì mình nuôi trên đó thì nó thoải mái, nó rộng rãi hơn, đất đai trên đó nó dễ nuôi hơn cả nhà. Đó thì cái dự tính của gà thì gà sẽ làm thêm một cái trang trại trên đó nha, thì cả nhà hãy ủng hộ cho gà nha. Sắp tới thì gà sẽ chích ra một cái quỹ, chích ra một cái quỹ để mình mua bánh bánh trung thu cả nhà, bánh trung thu cho mấy bé nhỏ ở trên núi á. Thì chắc là đây là lần đầu tiên họ đón trung thu ở trên đó, thứ ba này là đến trung thu rồi, thì gà sẽ mua bánh trung thu với lại lồng đèn để tặng cho mấy bé nhỏ ở trên đó. Thì ở trên đó họ không có biết trung thu là cái gì đâu cả nhà, họ chỉ học trong sách trong vở thôi chứ không có ai tổ chức trung thu đâu. Thì nên gà xin Mạnh Thường Quân á để cho gà chích cái số tiền ra để mình mua bánh trung thu với lại lồng đèn với lại bánh đồ này kia cả nhà, để mình tặng cho mấy bé nhỏ, cho mấy bé nhỏ vui nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là quỹ của gà là còn 23.595.000. Thì ít bữa nữa thì gà sẽ lên đó xem xét những cái ngôi nhà mà lụp sụp hư này kia, có những người nghèo khổ thì gà sẽ cố gắng giúp đỡ cho họ, làm cho họ một cái ngôi nhà nho nhỏ giống như cái ngôi nhà hôm bữa gà làm nha. Thì ước tính cái ngôi nhà mà gà làm ra là 15 triệu một cái nha cả nhà nha. Thì có những cái ngôi nhà mà nó nằm trên cao, ví dụ như cái ngôi nhà mà 5 người con ở trên núi á, thì gà chỉ cho ton để người ta làm thôi, người ta tự xây dựng lên chứ mình không có can thiệp mà không làm bằng sắt được đâu nha cả nhà. Thì gần rừng đó là rừng phòng hộ nên là mình không có làm. Thì ở dưới xã là người ta nhắc nhở mình rồi, nếu như mà mình còn làm nữa thì người ta sẽ phạt mình đó cả nhà. Đó thì gà sẽ cố gắng giúp đỡ những người nghèo ở trên đó nha cả nhà nha. Ở trên đó người ta khổ lắm, người ta làm cả đời luôn mà người ta không có thể nào mà làm lên cái căn nhà 15 triệu đâu cả nhà, 15 triệu tiền Việt Nam mình á. Thì cái số tiền đó đối với mình á thì nó không có lớn lao gì lắm, nhưng mà đối với họ là cả một gia tài cả nhà, rất là lớn luôn. Mình làm xong những cái ngôi nhà đó họ rất là mừng luôn, họ cảm ơn quá trời luôn cả nhà. Đó thì sắp tới thì gà sẽ lên đó làm nhiều cái ngôi nhà vậy, trong tương lai thì gà làm có thể nguyên một cái làng đó mà người ta khổ, những gia đình nào mà khổ mình tìm hiểu cho kỹ á. Có những cái ngôi nhà mà người ta khổ lắm nhưng mà đó không phải là cái nhà khổ đâu cả nhà. Thì người ta chỉ làm cái chòi ở trên núi người ta ở thôi. Rồi ban chiều á thì người ta sẽ xuống làng, người ta ở những cái ngôi nhà lớn nha cả nhà nha. Thì những cái ngôi nhà mà gà quay cho cả nhà xem á là dượng của gà đã tìm hiểu rất là kỹ thì mình mới bắt tay vô công việc để mình làm nha cả nhà. Thì gà cũng xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã luôn ủng hộ giúp đỡ cho những người nghèo, những người khó khăn, những người bệnh tật nha. Gà cũng xin dừng video tại đây luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành thời gian báo xem video của gà nha. Đừng quên giúp gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video đến tất cả mọi người biết nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha.